Từ xưa cho con hỏi, nếu có một người dưng nào đó chửi con, rủa con hay chà đạp xúc phạm con, thì con khởi tâm từ tâm bi hỷ xả với họ bằng pháp, hay con buộc phải thương họ, mến họ như gia đình người thân của con, thì con có thể nhường nhịn họ, không đáp trả hơn thua lại với họ rồi. Con có thể dùng tâm từ tâm bi hỷ xả với họ, nhưng nếu kêu con phải thương mến họ như gia đình hoặc phải nói chuyện với họ một cách bình thường, con làm không được. Trên nguyên tắc ấy thì các vị pháp sư luôn luôn bảo với quý vị đó là nên rải tâm từ đến cả những cái người mà quý vị ghét, thậm chí là đến cả những kẻ thù. Trên nguyên tắc thì các vị pháp sư phải khuyên quý vị như vậy, và quả thật Đức Phật cũng khuyên như vậy, cho nên không có sai. Nhưng vấn đề như thế này nè, những ai thực hành rải tâm từ á thì quý vị mới thấy đó là không có khuyên những người mới thực hành thiền tâm từ mà quý vị rải cho cái người mình ghét. Bởi vì đó, cái lòng sân hận á, nó lúc đó nó sẽ lấn át cái tâm từ, mà tâm từ của quý vị nó còn rất là nhỏ, nó còn rất là yếu, thì quý vị không đủ khả năng để quý vị rải đến cho những cái người mà quý vị thù oán. Cho nên cái bước đầu tiên á là khoan hẳn rải đến cái người mình ghét cái đó. Quý vị thực hành cái việc rải tâm từ đến cho người quý vị kính trọng trước ha, rồi cũng tránh rải cho gia đình, tại vì gia đình ấy, thì nó sẽ dính đến cái sự luyến ái mà quý vị không phân biệt được đâu là tâm từ, đâu là tâm ái đấy. Rồi cũng tránh rải tâm từ đến người khác giới, nhất là đối với những vị mà mới tập ấy, sơ cơ ấy, tránh. Còn sau này đó, khi mà tâm từ quý vị mà mạnh mẽ rồi thì quý vị hoàn toàn có thể rải đến cho người thân trong gia đình, có thể rải đến cho người khác giới mà nó không bị lầm nhệt lẫn với cái tâm ái. Rồi quý vị có thể rải đến những cái người quý vị thù ghét mà nó không bị ảnh hưởng bởi tâm sân. Đấy, cho nên khi đó quý vị sẽ thương được kẻ thù ha. Nói kẻ thù thì nó ghê gớm, nói chung là thương được cái người mà mình hồi xưa mình đã không ưa, mình ghét, thương được họ. Với điều kiện là tâm từ mình phải thực hành nó vững vàng và thực hành được khá khá rồi đó. Cái năng lực tâm từ của mình á, nó mạnh rồi, khi đó quý vị mới làm được chuyện đó. Còn mới á, thì chưa có nên ha. Thành ra cái lời khuyên của sư là phải biết tự lượng sức mình và phải biết rèn luyện để cho cái năng lực tâm từ của mình ấy nó phát triển mạnh hơn, thì tự nhiên quý vị sẽ làm được chuyện đó thôi.